Trong hai ngày 22 và 23 tháng 9 năm 2022, Huyện Cai Lệ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. Ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Tiền Giang đã đến dự. Diễn tập khu vực phòng thủ Huyện Cai Lệ năm 2022 được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ. Trong đó, huyện đã tiến hành diễn tập thực binh thiết quân luật và thực binh xử trí tình huống A tại khu trung tâm hành chính Huyện Cai Lậy. Nhìn chung, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, cộng với tinh thần trách nhiệm cao, Ban chỉ đạo diễn tập Huyện Cai Lậy đã tổ chức điều hành diễn tập đúng trình tự, nội dung và thời gian đã được Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Tiền Giang phê duyệt, đảm bảo an toàn, tuyệt đối trước, trong và sau diễn tập. Nội dung thực binh được đảm bảo nhanh, gọn, chính xác, an toàn, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị và tài sản của nhân dân. Qua diễn tập giúp cấp ủy chính quyền Huyện Cai Lệ nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo, xử trí kịp thời, chính xác các tình huống, góp phần xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với an ninh nhân dân trong tình hình mới, thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển.